Xin chào các bạn, hôm nay mình đi hái trái Việt Quất nha các bạn. Việt Quất hôm nay chín rất là nhiều. Thì mình thấy tím tím, tím hết trơn. Cái mình sợ mưa xuống nó rụng hư hết, cho nên ôm cái dĩa ra chui vô một cái vách. Một bên thì đá, một bên thì tường gỗ. Ngồi hẹp cứng vô ở trong này để hái trái Việt Quất, trái blueberry, ăn cho các bạn xem luôn nha. Mới mưa ngày hôm qua, bây giờ hái ăn luôn khỏi cần rửa ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu hái, mình sẽ quay cái máy quay phim gần tới đây nha. Trong này nó hơi chật. Rồi mình để dĩa trên này nha các bạn. Trong này chật quá không có chỗ. Đó nè, cây Việt Quất hôm nay nè các bạn, rọi vô là thấy tím 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 quá chừng ha. Đó thì cũng có một số chín nè. Đó, chín như vậy là nhiều hơn mấy bữa rồi đó. Nhìn cái chùm dễ thương chưa nè. Đó, không biết các bạn thấy rõ không ha. Dễ thương quá. Thôi hái thôi. Đó, xem sơ rồi ha. Ở dưới nè, dưới xem coi chùm này được trước mình bị sót lại nè các bạn thấy không. Đó, bây giờ vẫn còn nó khô mấy trái rồi. Bây giờ hái thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình hái nè các bạn. Hơi dài ha. Wow, đã quá, hôm nay chín hơi nhiều nè. Mấy cái trái này hườm hườm hái luôn. Ngon chưa. Đây nữa. Đó, tháng này là tháng hái trái cây mà, của vườn mình thôi. Đó, cứ thay phiên hết cây này đến cây kia chín. Lo hái mà ôm vô cái để hư hết á. Rớt rồi. Rớt đâu mất rồi. Đâu rồi. Con trái này nó nhỏ quá, nó dễ rớt. Đó, được mấy trái này nè. Bỏ vô cái dĩa liền. Thương chưa? Để trên này đi. Ngon chưa nè. Ngon quá các bạn, muốn ăn quá à. Hái mấy trái ăn ha. Wow, hấp dẫn chưa, dễ thương ha. Nhìn cái trái cái màu chín, tím tím tím, đen đen đó, hồng hồng đỏ đỏ đó các bạn, dễ thương quá chừng này. Cái dĩa này sao nó không thấy à. Thôi mình vô đổi dĩa khác đi ha, dĩa này nhìn không có hấp dẫn. Hái tiếp thôi. Hi chà, cái trái như thế này nè, ăn nó chua 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 ngon lắm nha, chua chua ngọt ngọt. Wow wow, ở bên này nữa nè. Này, không biết Việt Nam có ai trồng được cây Việt Quất chưa ha. Ê, cây Việt Quất thì phải sống lạnh mới ra trái mà không biết. Thử bên Việt Nam có ai trồng để cho mình thấy được bên đó trồng được không. Đó, quá chừng này. Ngon ha. Trồng cây nhỏ tí mà hái bao nhiêu lần rồi mà chưa xong nữa. Nó chín từ 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 từ. Còn nữa không? Đây có hình trái tròn thiệt là tròn, căng thiệt là căng nè. Tròn ú na ú nần nè ha. Quá đã luôn á. Hái cái chân rớt, cái chân rớt. Rồi còn đâu nữa? Còn đâu nữa không? Ở trong này nó chật chội quá. Kiếm chỗ ngồi. Bỏ cái chân máy này ra. À, kiếm chỗ ngồi. Đó, cái chùm này hái mới đã nè các bạn. Đó, chùm bữa hôm trước mình làm sót lại đó. Bây giờ hái thôi. Ngon chưa? Cái trái thấy dễ thương ha. Màu tím ơi là tím. Tím quá rồi thành đen thui luôn. Đen thui kiểu này mà không hái mấy ngày là coi như mất tiêu luôn. Nó khô, nó rụng hết trơn á. Đó, thấy ngon chưa? Nó rớt đâu trái rồi.
đây. Mùi vị rất là ngon nha các bạn. Các bạn nào mà ở xứ lạnh thì trồng trái blueberry này ăn rất là tốt. Trái Việt Quất nè, ở Việt Nam gọi là Việt Quất. Đó, cái tên Việt Quất nghe cũng hay ha. Ở trong này nữa nè, hai trái trong này nè, thấy thương chưa? Hái gần hết cây của người ta rồi. Mới hái cái mấy cái đã gần hết cái cây rồi. Cây nhỏ quá mà. Thôi, bỏ vô đây. Wow, chín ngon ha. Tươi thiệt là tươi. Xin mời các bạn. Đó, nhặt vài trái nha. Không dám nói bóc, nói bóc bị la. Mời các bạn nhặt vài trái. Rồi, còn nữa không? Còn đâu nữa? Đây ha, hai trái nè hái được rồi. Cái này mềm á các bạn, mưa một cái giọt mưa mà lớn một cái là rớt vài cái giọt là nó rớt mấy cái trái này hết xuống dưới đất. Đó, chỉ có cái cây của mình, cây Việt Quất của mình nó ra trễ, bây giờ nó mới còn thôi, còn của người ta thu hoạch hết từ lâu rồi. Mình trồng trễ thì ra trái trễ ăn cũng ok. Dưới này có một trái nè. Ngon ha. Đó, mấy trái đó. Chúc mình ăn thử nha. Ăn một nửa, còn một nửa đem vô cho mấy đứa nhỏ ăn. Bắt nó ăn. Mấy đứa nhỏ không chịu ăn đâu. Bắt mình cứ say à. Có chút ít cũng bắt say nữa. Bữa này vô ép mấy đứa nhỏ tập ăn cho nó biết ngon ha. Ăn trái cây còn nguyên nó mới ngon chứ. Lúc nào cũng nói mẹ say ra. Ăn không còn gì để ngon nữa. Ở dưới này này. Dưới này, wow, có hai trái thôi mà cũng wow. Nhưng mà wow, cho nó vui. Đó, sao nó chưa rõ vậy? Đó, hai trái nè các bạn. Núp ở dưới gốc nè, nhìn hai trái nè. Giống như nó đang nhìn mình đó ha. Dễ thương quá, hái rồi. Còn nữa không? Ở dưới nè, trái nè, ok không? Hái trái này luôn. Cái máy quay phim này sao mà nó quay nó không có rõ lắm ha. Đó, phải nhúc nhích qua nó mới làm rõ được. Trên này có một trái núp vô trong cái lá nè, hái luôn nè. Trái Việt Quất dễ thương ơi là dễ thương. Nhìn cái loa ha, nhìn giống như cái loa vậy đó. Cái trái y như cái bông hoa nở cái bông sao rồi ra cái trái y chang vậy đó các bạn. Mình biết mình đã quay bông Việt Quất cho các bạn xem rồi á mà. Đó, cái trái nó cũng tương tự y như cái bông. Đây, ngon ha. Cây có chút xíu xíu mà hái con người ta không biết hái mấy lần rồi nữa, vẫn còn trái xanh nè. Bao giờ mới chín hết lượt cho mình hái đây không biết nữa. Còn nữa không các bạn ơi, các bạn nhỏ ơi. Đó, nhiều em nhỏ khoảng từ 9 tuổi cho tới 14, 15 tuổi xem video của mình đó. Viết thư rất là dễ thương. Cô ơi, cô chỉ cho cháu cách ươm hạt Việt Quất đi. Nhưng mà mình ươm đã lên rồi đó các bạn. Sẽ ra video sớm thôi ha. Đây, ở dưới gốc cũng có mớ nè. Rất hò vậy. Ok. Đó, hôm nay cũng nhiều ha, khá là nhiều đó. Wow, ngon quá. Tí nữa vô ăn nha. Nhìn chảy nước miếng luôn các bạn, thèm quá chừng luôn á. Ngon, tươi. Nói chung cây nhà hái vô một cái ăn tươi. Trái gì cũng vậy, ăn nó ngon lắm. Cho nên nhà nào mình cũng mong gia đình nào cũng trồng một ít cây trái hái, vừa vui vừa được ăn ngon nữa các bạn. Ngon lắm. Không có cái gì mà ăn ngon bằng những trái rau quả tươi ha. Cây trái tươi. Đó, các bạn thấy vẫn còn một trái dưới này nè. Hái. Trái này hái luôn. Cái máy quay phim
trời tối rồi quay nó dở quá chừng, quay nó cứ mờ mờ. Đó, nó khó định hình, khó bắt được hình quá. Trái này mềm mềm hái luôn nè. Ok, hái trái này luôn. Hái mấy trái này lại thèm, chua. Còn mấy trái này ăn nó chua kinh khủng luôn. Mấy trái non này nè, chua lắm các bạn. Còn được không? Hết chưa? Bên này còn nữa không? Đây. Còn trái nữa. Hái trái này ha. Sao nó không rõ vậy? Rồi rõ chưa? Ok, rõ rồi đó. Đưa ra một cái thì nó mới rõ. Nhìn nè. Thương ha. Wow, ở dưới này có trái nữa nè. Núp hả? Hái luôn. Đó, các bạn thấy trồng cây blueberry hái thấy thương không? Trái dễ thương ơi là dễ thương. Quá là dễ thương. Xuất sắc, dễ thương luôn á. Dễ thương quá à. Nè. Đẹp quá. Không biết dùng từ nào để khen nữa. Đó. Đó, ngon chưa các bạn ơi? Mời các bạn lần hai. Mời các bạn bóc vài trái ha. Đó, bóc bị la thôi. Mời các bạn nhặt vài trái hay lấy vài trái ăn cho vui nè. Mình quen nói bóc rồi các bạn ơi. À, để mình bóc một trái mình ăn thử nha. Cây này cây cũ nè, vẫn ra trái nè. Cái trái phấn phấn đẹp chưa? Đó, nó có bụi bụi phấn phấn dễ thương quá chừng. Ok. Mấy cái cây cũ này cũng ra trái nữa nè. Trái này mới hườm hườm hái luôn nè. Hái luôn. Còn nữa không? Đó, cái chỗ này á. Cái cây lắc berry, cái cây mâm xôi này nó chui vô trong này nó ra gai nè. Kinh khủng chưa? Đây một trái nữa nè. Cái cây này chuẩn bị mình bứng ra nè. Mình ra chỗ nắng mình trồng 4 phân lại ha. Sang năm ra trái nhiều ơi là nhiều trái cây này nữa. Rồi mình năm này chắc mình có khoảng 1 cây, 2 cây, 4 cây, 4 cây tất cả nha. Sang năm tha hồ mà hái. Có 2 cây chỗ kia mình mua mình để sẵn chuẩn bị mình trồng nữa. Wow. Hôm nay hái nhiều nhất đó. Ngon chưa? Đó, để đây ha, xin tấm hình này. Hôm nay sợ mưa ướt trái blueberry, trái Việt Quốc nè. Mình ra mình hái được chừng này nè các bạn. Không biết có đủ 60 trái không ha. Vô nhà chắc đổ ra rọ đèn pin đếm từng trái một. Xong kỳ rửa sạch sẽ từng trái rồi ăn. Nói quá ha. Còn lại một ít, khi nào chín cứ ra hái tiếp nha. Còn cũng nhiều đó. Thì bây giờ mình cầm cái tô này tới ngay chỗ mấy thùng dâu, xem có trái dâu nào không, mót bỏ vô đây luôn. Rồi đem vô nhà ngồi ăn nha. Thùng thứ nhất hái được có một trái thôi các bạn. Đó, trái hườm hườm. Đó, cũng hái luôn ha. Rồi thùng thứ hai. Thùng thứ nhất chỉ ra bông thôi nha các bạn. Đó, mình đang hái trái mình cái hết pin nó tắt ngang như vậy cho nên không thấy được cảnh hái của trái này. Dễ thương quá. Wow, bên này có trái nào không? Đây nè, hái luôn. Hôm nay là ngày mấy rồi ha? Tháng 9 ngày mấy rồi đó? Ngày 13. Tháng 9 ngày 13 đó. Ở đây. Wow. Hôm nay hái trái hườm ha. Vô ăn. Ngon chưa? Đó, ở đây nữa nè. Trái gì mà tí nị vậy? Chút xíu xíu. Wow, trái dâu áo đầm. Mình đặt là dâu áo đầm mấy bữa. Nó ra y như cái áo đầm đó. Đó, dâu gì hôm nay trắng chợt à, cũng hái luôn. Không hái để mấy con sâu á, mưa xuống là hư hết các bạn. Rồi thùng thứ hai chỉ như vậy thôi. Có trái này nữa không? Trái gì chút xíu ở dưới nè. Rồi. Đó, trái trắng bợt đó. Thùng thứ ba có trái nào? Thùng thứ ba không có trái nào các bạn ơi. Thùng thứ tư chắc là phải có rồi. Mỏi chân quá, ngồi xuống tí nè.
Ha ha, trái dễ thương quá nè. Thùng thứ tư nè các bạn, trái này chín đẹp ha. Ok, hái đỏ nhất trong đám nè, nhỏ nhất mà đỏ nhất nè, thương ha. Nói chứ mình nhìn cái trái này là mình thèm quá. Ba trái trắng trắng đó, ăn thấy đã lắm các bạn, ngon giòn, ngon lắm. Đây một trái nè, ok ha, trái này chín nửa trắng nè, dễ thương không các bạn? đi mót dâu. Hôm nay là hái trái Việt Quất rồi đi mót dâu. Việt Quất đã hái xong rồi, để một bên rồi, tí đã hái xong là sẽ nhập một lại cho các bạn xem. Wow, cái trái này hườm mà cũng chưa đủ hươm ha, mới hườm sơ sơ thôi, để lại đi. Còn nữa không? Hết rồi. Đây nè các bạn. Wow, tự hết rồi chứ. Trái dễ thương ơi là thương. Cưng ha. Wow. Để về ăn một cái ha. Các bạn ơi, thấy cái trái này ngon quá, chắc mình ăn trái này đi ha. Đó, nó còn dính ở trong cái cuốn như thế này, chắc ăn ngon lắm đó. Rồi, ăn nha. Ăn nha các bạn. Ngon, không nói nên lời luôn. Chua 70% nha. Có 30% là ngọt thôi. Nhưng mà cái vị của nó rất là ngon. Ngon lắm. Wow, nó tươi rõ rói luôn các bạn. Đã chưa? Các bạn trồng dâu cứ ăn như vậy nè, rất là thích. Đó. Wow. Trái hườm ăn hấp dẫn hơn các bạn. Nếu mà các bạn nào thích ăn chua đó, ăn hườm hườm như vậy mình cảm thấy ngon lắm. Wow. Còn tí. Hấp dẫn quá các bạn. Mình thích ăn trái hườm quá. Đây có một trái nữa nè, hái ăn nha. Wow, trái này ăn mới ngon nè. Dâu hườm nè các bạn. Wow. Hái được trái dâu hườm nè các bạn. Ăn nha, trái này ăn mới đã đó. Nó giòn mà nó ngon lắm. Trái này nó mềm, nó không giòn nhưng mà nó ngon. Loại này là loại dâu mềm các bạn. Loại mà giống như trái dâu triệu view á, ăn vô mới giòn, sực. Ngon ơi là ngon luôn. Hình như nó ngon hơn dâu chín á các bạn. Các bạn nào trồng dâu thử ăn ha. Nó dính cái cọng lông tơ gì đi. Wow, ngon quá. Chẳng lẽ mình ăn hết cái tô này? Thôi hái tiếp thôi, đi qua bên này hái. Thùng dâu bạch tuyết không có, bubble berry có không? Nở hoa thôi à, không có ra trái gì đâu. Hoa ơi là hoa nè các bạn. Hoa nhiều như vậy không biết có ra trái gì không mà ra quá chừng nhiều hoa ha. Hoa lớn nè. Thấy xinh quá. Đây nữa nè. Đó, bạch ra chỗ nào cũng có hoa. Rồi, thùng thứ 7. Thứ 7 mình xem có trái không. Đây nè các bạn ơi. Cái chùm này chín bao nhiêu lần rồi vẫn còn nè. Đó, dễ thương chưa? Dâu triệu view mà. Hai cái trái quá xinh luôn ha. Coi cái chùm của nó như thế nào. Đó, cái chùm thấy thương chưa? Còn ba trái này nè, ba trái này nữa chắc là tháng nữa mới chín. Đó, đang chuẩn bị lớn đó. Bây giờ mình hái hai trái bự này. Hái trái hườm trước nè. Wow. Hấp dẫn chưa? Hai cái trái thiệt là đẹp, dễ thương, xinh xắn, quá chừng đã. Ngon ha. Rồi còn nữa không? Chắc hết rồi đó. Hết rồi các bạn ơi. Bên này cái thùng thứ 9 này cũng hết rồi. Có mấy trái mà đang chuẩn bị chín thôi. Hết rồi ha. Rồi,
chạy nhanh qua thùng dâu Triệu View. Đã tới thùng dâu Triệu View rồi các bạn ơi. Đó, đem hai thành quả của mình ra đây nè. Một cái Việt Quốc, một cái là dâu Tây. Bây giờ mình xem dâu Triệu View có trái nào không. Đây, cái trái dễ thương đây. Nhìn thấy ngon ha. Cái cuốn nó bự nhưng mà cái xung quanh này này, cái này gọi là gì ha? Cái tràm hoa hả? Đó, cái xung quanh này. Đó, đã tới thùng dâu Triệu View rồi các bạn ơi. Kết quả từ nãy giờ hái được chừng này này. Đó, bây giờ qua cái thùng dâu Triệu View này, thùng dâu Triệu View đang khoe sắc, nở hoa các bạn. Đó, nhìn này. Đó, đang thủng thỉnh từ từ ra hoa rồi nở ra những cái hoa, ra những cái trái non dễ thương ha. Bên này nữa này. Wow. Đó, chuẩn bị cho cuối tháng 11 ra một đợt trái nữa. Đấy, bây giờ có một trái này này. Ê, thấy thương chưa? Dễ thương quá chừng luôn. Triệu View, hái nha. Hái thôi. Bỏ vô đây. Đó, ra mót cũng có này các bạn. Đừng nói là dâu hết. Đó, mình mót cũng có vài trái, ok ha. Đó, như vậy là có một bữa ăn dâu với trái Việt Quốc ngon rồi. Xem, có trái nào nữa không? Đó, trái này mình chưa kịp ra hái, cái bị con gì nó cắn liền nè. Nó cắn xong để đây hay thiệt đó. Rồi, còn nữa không? Cái trái này còn sống nè, nhìn cứng cáp ngon ha. Trái này chắc cắn vô nó giòn lắm á. Còn đâu nữa? Hết thiệt rồi. Cái này đợi mưa vài trận là nó ra hoa thấy đã lắm các bạn. Nằm ngói. Đó, hết rồi. Vậy thôi, thùng dâu Triệu View đã xong rồi. Xem một mớ dâu ở dưới đất này nó như thế nào ha. Cái trái này chín không? À, dâu này của thùng dâu Triệu View nó bò ra đây. Đây, có được trái này thôi. Không có trái chín. Này này này, nhìn cái chùm trái này thấy thương không? Dâu Triệu View bò ra xuống đất đó. Ở dưới đất thì nó lâu chín hơn các bạn. Nó cái thùng thì nó giữ nước nhiều thì nó mau chín. Dưới đất thì mình phải tưới thường xuyên thì nó mới chín được. Wow. Cái gốc dâu này, nhìn cái gốc dâu. Nó bự trên này. Đó. Chắc phải bứng bỏ vô thùng quá ha. Đây có trái này. Bông atiso này. Lá bự quá chừng nghe. Lá không biết có ăn được không ta? Có nấu uống được không? Lá atiso này các bạn. Rồi. Đó, kết quả hôm nay đi mót ở trong vườn này các bạn. Được một ít dâu nè, rồi mình ăn mất trơn hai trái rồi. Còn đây một phần tô blueberry nè, Việt Quốc đó các bạn. Trái Việt Quốc thấy cưng ha. Nhìn thấy đẹp quá chừng. Đó, Việt Quốc thì cho nằm trên cây Việt Quốc. Nhìn y như một tổ chim. Đó, thấy đã chưa? Dễ thương quá chừng. Ở đây nữa nè, dâu nè, cho dâu kéo quá. Đó, vậy ha. Các bạn ơi, đã vô tới nhà rồi, mới cho mấy đứa nhỏ ăn cơm xong. Bây giờ trời cũng tối lắm rồi. Thì hồi nãy mình có hứa là mình ăn trái Việt Quốc này cho các bạn xem, để nói mùi vị cho các bạn biết luôn. Thì bây giờ mình ăn nha, ăn nhanh. Ăn nhanh để đi lên làm video cho các bạn xem nè. Đó, nhìn trái Việt Quốc nè. Ăn nguyên một chùm về luôn ha. Đó, thử nó ngon không ha. Tuyệt vời. Nhưng mà chua nhiều hơn ngọt. Đó, ăn nguyên một nắm, cắn được có mấy trái ngọt còn lại nó chua, nó chạy lòng vòng cái lưỡi. Mà cái vị của nó ngon các bạn. Rất là ngon nha. Rồi, tiếp tục ăn thêm trái chín nè. Trái này trái chín. Hấp dẫn quá các bạn. Đó, hàng năm thì ở Costco bán cái cây blueberry này nè các bạn, cây Việt Quốc này, ở chợ của người Mỹ đó. Khoảng tháng 3, tháng 4 là người ta bày ra người ta bán.
thì mình mua về mình trồng là ra trái liền nha các bạn. Tại vì khi người ta bán cái cây Việt Quất này á, cây blueberry này á, là nó đã có hoa rồi. Mình về mình trồng á, là nó đơm trái liền. Đó, trái dâu nè. Wow. Dâu chị View ăn đúng là giòn luôn. Đó, mấy bạn nghe mình cắn không? Giòn chua mà ngon. Rửa còn dính nước này. Đổ bớt nước. Chua như vậy cho mấy đứa con mình nó không ăn đâu. Để mình xem cái trái đen này thử mình ăn nó ngọt như thế nào nha. Có vị nó ngon. Còn cái trái mà xanh lè như thế này nè. Đó, xung quanh cũng có một chút xíu hồng hồng nè. Mình thử nha. Chua quá. Chua mà cái vỏ nó ngon thiệt á. Vỏ ăn nó giòn. Chua, chua nhưng mà ngon nha, không phải chua dở. Đó. Mấy trái này là ăn ngon á, ngọt. Wow. Lựa mấy trái chín ăn ha. Lựa khoảng 4-5 trái chín ăn. Ăn một lúc thử xem sao. Này các bạn, ăn thử nha. Rớt một cái thôi. Rất là gã không? Ngon. Trái xanh ăn chịu hết nổi luôn á. Wow. Thêm một miếng nữa thôi ha. Rồi. Thử nè các bạn. Vừa xanh vừa tím, vừa đen luôn. Đó. À, vừa xanh vừa tím vừa đen. Chua quá các bạn ơi. Ngon quá. Còn một ít để mình hỏi mấy đứa con gái mình nó ăn chua nổi không. Đứa con trai mình là nó không ăn trái cây. Mình phải xay ra mình ép mới uống. Con trai mình chỉ ăn nội chuối. Rồi cam thì phải xay ra ép mới uống. Còn thôi khóc lên khóc xuống không chịu uống nước cam. Nhưng mà ngược lại thì đứa con trai mình là chịu ăn rau quả. Bữa cơm nào cũng có rau quả hết. Cho nên mình cũng không có lo lắm. Rồi một mớ rau nè. Ăn luôn cái trái này nha. Ngon quá. Mình trồng ăn nó ngon tuyệt vời lắm các bạn. Tươi rói rói à. Ăn hết luôn nha. Wow. Quá ngon. Sao trái trắng này mà ăn thấy nó ngon hơn trái chín vậy ta. Mình không hiểu luôn á. Nó chua mà nó ngon lắm. Mới mua 4 hộp dầu, xay được 2 hộp. Ở nhà có dầu, nhưng mà ra chợ thấy rẻ cũng mua, ham mua, ngày hôm qua mua xay cho mấy đứa uống. Đó. Ngon quá. Tuyệt vời các bạn. Dầu mình trồng, đưa vô cho mấy đứa nhỏ, nó cắn vài miếng rồi nó thả.
ăn khác cái mùi vị ở ngoài chợ, không chịu các bạn. Đòi phải đỏ tươi, ngọt giống như ngoài chợ xay lên. Còn rau mình xay lên cũng rất là ngon nha. Mình lựa những trái chín mình xay lên. Mấy đứa con mình nó uống okay, sao mà nó ngon mà biểu ăn sống thì không chịu ăn, biểu ăn nguyên trái thì không chịu ăn. Đó. Đó các bạn, tiếp tục ăn thêm một trái nữa nha. Con trái này nó giòn. Rất là giòn. Vậy thôi các bạn nha, mình đã ăn xong trái cây, hứa với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.